Quý vị khách hàng đang tìm nhà gần với trường đại học Fenica vừa có thể ở vừa có thể kinh doanh thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này với căn nhà diện tích 40m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, 5 phòng ngủ, vừa ở vừa có thể cho thuê. Ở cho thuê ở đây thì cho thuê sinh viên rất là dễ nha quý vị. Với cái diện tích 40m, xây 5 tầng, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Theo như hiện trạng, ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngõ trước nhà 2m, ngõ nông mọi người ạ. Cách với lại đúng khoảng tầm 20m là ra tới đường ô tô. Xung quanh chợ, trường, phường, trạm đầy đủ. Đại học mầm non cấp 1, cấp 2, không thiếu một cái gì. Căn nhà này ở đây thì có 2 căn, đã bán 1 căn và chỉ còn 1 căn này. Với diện tích 40m, thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì là 2 lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa sắt kéo, bên trong là lớp cửa gỗ kính. Căn nhà này thì ở cuối ngõ, nằm ở phần trong cùng của ngõ quý vị nhé. Và mời quý vị theo em vào khám phá tầng 1 cụ thể của ngôi nhà. Thiết kế tương đối là hợp lý với cái diện tích rộng. Tuy nhiên khổ đất của cái ngôi nhà này không quá vuông mọi người ạ. Cho nên nó hơi bị chéo ở cái phần đây mọi người nhá. Thực tế luôn, nhà có như thế nào thì ngồi anh quay review cho quý vị như thế. Cho nên nhiều người ấy, chắc chắn là quý vị có xem video thì quý vị cũng sẽ nhìn ra được là nhà này nó bị chéo. Đó, thì em cũng sẽ chia sẻ luôn. Nó bị chéo một chút chút về cái phần cuối của ngôi nhà mọi người ạ. Còn đâu thì mọi thứ quan trọng là chủ nhà thiết kế rất là ok. Với cái phần tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, hệ thống trần thạch cao. Căn nhà này thì theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Vị trí của nó gần như cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương. Cụ thể nó nằm ở thuộc tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xung quanh chợ trường, tiện ích, ngập tràn gần với trường đại học lớn, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông. Nói chung phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, quý vị đi theo trục đường Lê Trọng Tấn đi ra đại lộ Thăng Long cũng khá là gần, gần với trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông. Từ vị trí ngôi nhà này đi lên tới trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông khoảng tầm 3,5 km thôi. Đây là phần tầng 1, kia là phần phòng khách, đây là phần phòng bếp. Với không gian phòng bếp hoàn thiện chỉnh chu cho quý vị, xong hết tủ bếp, mọi cái phụ kiện, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện, hồ sơ nước của ngôi nhà này đều đã được lắp đặt xong hết rồi. Quý vị chỉ việc xách vali về và ở được thôi. Đấy, đây là cái phần tủ bếp này. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh thì là ốp, ở đây là ốp gạch mọi người nhá, ốp gạch đấy mọi người ạ. Nếu như mà cái nhà nào mà ốp kính ốp bếp ấy thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ là ốp kính ốp bếp. Nhà nào ốp gạch thì Ngọc Ánh sẽ review đúng chuẩn chỉnh theo hiện trạng của ngôi nhà đang có cho quý vị. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đứng từ vị trí không gian phòng khách ra phần cửa chính siêu rộng mọi người nhé. Với diện tích rộng cho nên chủ nhà thiết kế gọi là tối ưu công năng, thì là tất cả mọi cái tận dụng từng cái 1m1 luôn mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị đường hướng vị trí rồi. Phần giá thì để ở dưới phần bình luận, quý vị có thể bấm vào phần bình luận nhá. Rất nhiều khách hàng hỏi tại sao em không nói luôn đi. Thực ra Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi và trong video này sẽ chia sẻ lại cho quý vị. Không phải là không muốn đọc công khai mà giá bán ở dưới Ngọc Ánh đã ghi công khai cho quý vị rồi. Ở đây thời điểm này chủ đầu tư có thể tăng giảm bớt đi 50-100 triệu, thì cái này là tùy từng thời điểm cho nên Ngọc Ánh sẽ sửa tại thời điểm đó để cho quý vị có thể biết rằng cái giá bán tại thời điểm là khác nhau mọi người nhé. Chứ không phải là không đọc, bởi vì có thể là hôm nay là ngày 1 tháng 1, tháng 4 chẳng hạn, em quay xong đến khi mà có khi nửa tháng sau mà chủ nhà có tăng giá thì đến lúc mà quý vị vẫn xem tại cái thời điểm giá nó em chào giá cũ thì nó không hay đúng không ạ? Cho nên đấy là lý do tại vì sao bây giờ em thay đổi một chút là em sẽ để phần giá dưới phần bình luận quý vị nhé. Và sau đây mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với cái ngôi nhà này thiết kế cho quý vị tầng 2, một phòng ngủ siêu rộng. Đây mọi người ơi, rất là rộng. Tầng 2, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Đó. Với cái căn nhà này, hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người ạ. Ngõ đường rất là nông, gần với lại đường ô tô. Đấy, đây là phần phòng ngủ thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với phòng ngủ siêu to, siêu rộng này thì quý vị có thể ở gia đình ở đây sinh hoạt chung rất là hợp lý. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Đây mọi người ạ,
với cái phần phòng vệ sinh này rất là rộng, ánh sáng, cửa sổ và hút mùi đầy đủ cho quý vị, bồn cầu à, đấy, hệ thống sen cây tắm rất là ok, ổn áp. Với cái cửa nhà vệ sinh thì ở đây thiết kế cho quý vị là cửa nhôm, và ở phần phòng cửa thông phòng thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Nói chung review chuẩn chỉnh cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà, để quý vị có thể xem là cái căn nhà này với diện tích như vậy, giá bán như vậy thì nó có phù hợp với cái công năng sử dụng cũng như phù hợp với cái nhu cầu của quý vị hay không. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của mình. Tại sao có anh chia sẻ rằng với căn nhà này thiết kế được 5 phòng ngủ ạ? À? Với tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế cho quý vị 2 phòng ngủ trước và sau, nhà vệ sinh ở giữa. Đây, phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía bên ngoài. Có ban công được mở ra mọi người ạ. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Tiếp theo, đây là phần phòng ngủ thứ hai. Đấy, tất cả các phòng ngủ đều thiết kế cho quý vị đầy đủ đầu chờ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa rồi. Tất cả cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Rồi là phòng vệ sinh sử dụng. Đây, cho 2 phòng ngủ tầng 2 đây mọi người ạ. Đây là phần tầng 3. Đó, và tầng 4 thiết kế cũng như vậy. Mời quý vị theo em lên tham quan qua. À, trên tầng 4 của ngôi nhà cũng thiết kế tương tự như tầng 3 quý vị ạ. Đây, cũng 2 phòng ngủ trước và sau cho quý vị. Vậy cho nên mới ngỏ mới chia sẻ rằng ngôi nhà này tổng là có 5 phòng ngủ lận. Quý vị vừa có thể ở này, vừa có thể cho thuê. Cái này thì tùy công năng, mục đích sử dụng nha quý vị. Còn nếu không, với cái ngôi nhà này quý vị mà ở hộ gia đình thì sử dụng quá là ok luôn. Đầy đủ tiện ích, đầy đủ công năng, cũng như là quá nhiều phòng ngủ trong một ngôi nhà. Đây là phần phòng vệ sinh của tầng 4. Đây, và phần còn lại mời quý vị theo dõi em theo lên tầng 5 của ngôi nhà. Và trên phía tầng 5 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Trên tầng 5 thiết kế ở đây là cái phần để máy giặt quý vị nhé. Đây là phần để máy giặt. Đó, và phần còn lại sân phơi. Ở đây thì có hệ thống, ở đây này, mọi người nhìn này, ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Phần còn lại sân phơi siêu rộng của ngôi nhà. Đây, xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, giao thông đi lại thuận tiện. Thuận tiện như thế nào thì Ngọc Ánh đã chia sẻ cho quý vị rồi. Vậy thì mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.